nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trung Kim MTV. Hân hạnh kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín đạt chuẩn chất lượng tại Hà Đông, Hà Nội với phương châm uy tín, chất lượng, bền vững, cạnh tranh. Trung Kim MTV chuyên sản xuất và cung cấp quần áo bảo hộ lao động, quần áo đồng phục, áo sơ mi nam. Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm dùng làm quà khuyến mại cho ngành ga theo yêu cầu. In tem dán tờ rơi, in quảng cáo trên sản phẩm theo đơn đặt hàng của các công ty, đại lý, cửa hàng ga. Ví dụ như khăn bếp, tạp dề, chén, ly, dĩa thủy tinh, đồng hồ, lịch treo tường, muỗng, vá. Chuyên cung cấp xỉ lẻ giày dép trẻ em. Chúng tôi tập trung buôn bán xỉ cho tất cả các doanh nghiệp, trường học, công trình, cơ quan, chợ đầu mối, tổng đại lý, tổng kho bán buôn trên toàn quốc. Từng bước một, quá trình xây dựng thương hiệu được tập trung chú trọng ở khâu sản xuất và dịch vụ sau bán hàng, nhằm xây dựng lòng tin với khách ngay từ đầu. Với chất lượng sản phẩm tốt, bền, đẹp, trực tiếp sản xuất hoặc trực tiếp nhập khẩu từ các nhà máy lớn, sẽ mang đến những sản phẩm thời trang đạt chuẩn, đẹp, ấn tượng, tiện nghi, sang trọng và tinh tế đến hoàn hảo với người tiêu dùng. Trải qua nhiều năm kinh doanh bền bỉ và tạo dựng uy tín, luôn tiên phong đổi mới, hội nhập trong văn hóa thời trang, tất cả vì quyền lợi khách hàng. Hiện nay Trung Kim MTV đã trở thành một biểu tượng lớn tại Việt Nam, vì chúng tôi đã làm được một điều, xây dựng một quy trình khép kín liên quan đến sản phẩm của mình. Từ khâu bán đặt sản phẩm, bảo hành sản phẩm, chịu trách nhiệm, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Chính định hướng kinh doanh các sản phẩm với tính năng vượt trội như hiện đại, đổi mới, không lỗi thời, đẹp, vừa vặn, bền màu, an toàn, thoải mái. Trung Kim MTV đã mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và yêu mến trong suốt quá trình phát triển của mình. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, hoạt động dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Những người lãnh đạo Trung Kim MTV luôn tập trung đào tạo, phát triển, chuyên nghiệp hóa kỹ năng tay nghề của đội ngũ nhân viên, cũng như các lớp đào tạo chăm sóc khách hàng với tôn chỉ. Niềm tin của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Phát triển xưởng sản xuất với quy mô rộng lớn, luôn chủ động đáp ứng nhanh nhất tất cả các đơn hàng của khách hàng, đại lý. Điều gì xuất phát từ trái tim, rồi sẽ đến với trái tim. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Trung Kim MTV đã nhanh chóng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn tại thị trường Việt Nam. Trung Kim MTV luôn nhận được sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng, đại lý và đặc biệt là sự tín nhiệm, lòng tin của khách hàng tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là thành quả tự hào nhất mà chúng tôi có được. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, Trung Kim MTV mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, đại lý, chợ đầu mối, các đơn vị doanh nghiệp, sự quan tâm hơn nữa từ quý hãng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Bạn đang khởi nghiệp, bạn muốn mua sản phẩm khuyến mãi để tặng thưởng, bạn mua áo quần bảo hộ lao động hay mở shop giày dép trẻ em, hãy đến với Trung Kim MTV để nhận được những sản phẩm tốt nhất với giá gốc và chúng tôi sẽ giúp bạn một giải pháp nhân đôi giá trị. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trung Kim MTV. Địa chỉ: số 7, ngõ 91, đường Chùa Võ, phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0965 529 865, 0988 685 852. Phụ trách kinh doanh tường Thị Ngoan. Facebook: Ngoan Tương Thi. Trung Kim MTV, một thương hiệu triệu niềm tin.